Ok, thì bài nhạc này sẽ là một bài nhạc với một cái thân phận là một người đã có vợ nhưng mà bị gái cua. Nó lạ lắm. Ok, DJ drop the beat. Ok, bài nhạc này sẽ phát hành cùng với Ken Entertainment vào vài ngày nữa thôi. Ok, mọi người sẽ đón chờ nó cùng với mình trên YouTube. Ok. Có thể anh chưa nói ra lời yêu em, anh thấy nó xa lời yêu em. Cứ đi xì hoài ngày đau tim, bay đo trong dòng nhà yêu anh là sai. Bởi vì anh đâu là ai, gần có ngoài tay. Bởi vì em chỉ là hai, với cái hôn đầu anh không cố gắng sống đâu. Đời làm cái tình huống của anh sống như mình hôn, còn anh đã bỏ đâu. Có ai đó em được dịch, có còn mắt sao đang sợ. Hay người ấy đã xuất hiện và bóng nhanh biến anh thường thờ. Wow, em có thể be this and do, em có thể be smart and dream. Anh có thể được làm những gì đã xảy ra để anh chịu được nào. Hoặc với một thời gian tìm theo anh trên mây. Người yêu anh sẽ phải có được nàng hơn mà có được vẹn đồ này có thể hẹn. Bên đây có nhà cũng có nàng. Còn có thể anh chưa nói ra là yêu em. Anh thấy nó sao mà yêu em. Đừng nghe xì hoài đau tim. Phải nói không nhộn nhà yêu anh là sai. Vì anh đâu là ai. Cánh bó ngoài tay. Vì em chỉ là ai. Thank you, everybody.